Tăng huyết áp đột ngột dễ dẫn tới tai biến mạch máu não hoặc đột quỵ. Mặc dù thuốc hạ áp là chỉ định bắt buộc và không thể thay thế đối với người bị cao huyết áp trong những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu bạn biết được những mẹo nhỏ này, cơn cao huyết áp sẽ nhanh chóng chấm dứt và có thể phòng ngừa các biến chứng sau này. Hãy cùng Sức khỏe Plus khám phá bí quyết siêu đơn giản giúp cho bạn hạ huyết áp ngay tức thì. Ngâm chân trong nước nóng. Đây là cách hạ huyết áp rất hiệu quả nhưng lại ít người nghĩ đến. Bạn chỉ việc lấy một chậu nước nóng khoảng 50 đến 60 độ C rồi ngồi xuống một chiếc ghế và cho chân vào ngâm trong chậu từ 10 đến 15 phút là được. Việc làm này sẽ giúp cho máu từ não di chuyển về phía bàn chân, nhờ đó mà huyết áp dần dần được khôi phục lại trạng thái bình thường. Uống ngay một ly nước. Trong một số trường hợp, mất nước có thể làm huyết áp tăng cao. Khi bạn bị mất nước, thể tích máu trong cơ thể sẽ giảm nhưng ngược lại, sức cản ngoại biên lại tăng lên. Vì vậy, hãy cố gắng uống 1 hoặc 2 ly nước lọc mỗi khi bạn bắt đầu cảm thấy được các triệu chứng tăng huyết áp. Điều này sẽ giúp cho bạn khôi phục lượng máu đầy đủ trong cơ thể hoặc giảm huyết áp. Tập thở đúng cách. Nếu bạn là người kiên trì, hãy áp dụng một trong hai cách giảm huyết áp cao sau đây. Đảm bảo bạn sẽ hài lòng về kết quả đạt được. 1. Bài tập thở phương pháp tiếng ong. Phương pháp này giúp bạn thư giãn đầu óc ngay lập tức và thoát khỏi những cơn đau đầu hay đau nửa đầu, đồng thời giúp hạ huyết áp nhanh chóng ngay lập tức. Các bước thực hiện bằng cách: ngồi xuống sàn nhà trong tư thế thoải mái và thẳng lưng. Đặt ngón tay trỏ vào sụn của cả hai tay. Hít một hơi thật sâu. Khi bạn thở ra sẽ tạo thành một tiếng vo ve giống như một con ong. Điều này gây ra một áp lực nhẹ lên sụn tay cùng một lúc. Lặp lại bài tập này khoảng từ 7 đến 10 lần. Bài tập thở bằng mũi trái. Thở sâu bằng mũi trái sẽ giúp thư giãn các mạch máu và làm giảm các hormone gây căng thẳng, từ đó giúp cho bạn kiểm soát huyết áp của mình. Đây được xem là cách hạ huyết áp nhanh nhất mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà và mang đến hiệu quả. Cách thực hiện như sau. Ngồi trên sàn hoặc ngồi trên ghế để tư thế thoải mái, thẳng lưng. Đặt bàn tay trái lên bụng. Dùng ngón tay cái bên phải bịt lỗ mũi phải lại. Hít một hơi thật sâu bằng mũi trái, giữ trong vài giây rồi thở ra. Hít thở chậm và sâu bằng mũi trái trong khoảng từ 3 đến 5 phút. Thư giãn trong tư thế Savasana. Savasana là một tư thế giúp cải thiện tình trạng tăng huyết áp khá tốt. Với phương pháp này, bạn chỉ cần nằm ngửa rồi từ từ nhắm mắt lại, sau đó cố gắng để cho tùng cơ bắp trên cơ thể được thư giãn trong từ 10 đến 15 phút. Tư thế Savasana không chỉ giúp cho huyết áp nhanh chóng trở lại bình thường, mà còn cân bằng hệ thần kinh, giúp cho bạn có được trạng thái thư giãn rất dễ chịu. Massage cổ và tai. Đây là cách hạ huyết áp cấp tốc rất hiệu quả. Việc bạn cần làm là tìm vị trí đầu tiên ngay bên dưới dái tai, rồi vẽ một đường thẳng từ điểm này đi đến vị trí thứ hai là chính giữa cổ. Tiếp sau đó, bạn dùng các ngón tay của mình nhẹ nhàng xoa bóp cổ dọc theo đường thẳng vừa xác định, mỗi bên cổ 10 lần. Cuối cùng, từ dái tai, bạn kéo ngón tay ra phía trước khoảng 0,5cm rồi dừng lại nhẹ nhàng massage theo vòng tròn ở cả hai bên mặt 1 phút. Bấm huyệt phong trì. Huyệt phong trì hay còn gọi là huyệt GP20 là một trong những huyệt đạo hiệu quả nhất để điều trị huyết áp cao. Huyệt này nằm phía đằng sau tai, ngay chỗ lõm giữa cổ và đáy sọ. Hãy xoa nhẹ rồi nhấn từ từ, đồng thời cả hai huyệt này bằng ngón tay cái trong khoảng từ 1 đến 2 phút. Bạn sẽ cảm thấy cơn đau đầu thuyên giảm rất nhiều. Mong rằng những chia sẻ về cách làm hạ huyết áp tại nhà trên đây sẽ hữu ích với bạn khi cần thiết. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm like và subscribe, đăng ký theo dõi cũng như rung chuông để nhận được những thông báo khi có video mới. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.